Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một phong thư, thư cho mẹ nhân ngày của mẹ này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Trước tiên là mẹ đúng không? Nhân ngày của mẹ thì có một thư viết cho mẹ. Lá này mình tô màu xanh. Nên mình sẽ tô màu xanh nhé. Nên vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy.
các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Các bạn có đang quan tâm những chủ đề nào thì hãy comment ở phía dưới, mình sẽ sưu tầm hướng dẫn các bạn tô tiếp nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau.